thôi. Mai học là phải mặc đồ bảo hộ lao động vào ha. Ta phải chiết đều ba vấu ha. Chiết đều ba vấu. Một tay chúng ta quay mông cặp, một tay quay mông cặp, rồi một tay vào số, rồi
phải mặc đồ bảo hộ lao động vào nghe. Bữa nay lỡ thì